Hey, đoạn vừa rồi nó hơi giật một chút, không biết là lỗi do cái gì nữa. Thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình cùng với tập tiếp theo của game Cướp Đường Phố 5 Grand Theft Auto GTA 5. Thì mình vừa mới lấy cái chuộc lại cái xe mà mình làm mất ở cái nhiệm vụ trước, thì mình đang điều khiển cái xe này thì phải làm nhiệm vụ, thế nên là bị mất thân lạc cái xe này và đến sở cảnh sát để lấy lại xe mất 250 đô. Rồi tự nhiên có nhiệm vụ trên đường, không biết bọn này làm gì đây, bọn mày làm cái gì để người ta phải đuổi như vậy. Á, tội phạm à. Rồi nó cướp tiền đi chăng, xong rồi mang trả về cho người bị mất cái. Mình làm việc trợ nghĩa mà. Letter đang đợi mình ở kia. Từ từ trả tiền cho ông này đã. Có một gã đang đến. Này, thật tuyệt đấy. Giữ lại một chút đi, như kiểu là lời cảm ơn. Nó cho mình cũng 50 đô. Bọn này thường thế, mất 50 đô và lấy lại có 450 đô. Mất 500 đô, mẹ. Đầu óc đoạn này. Kết rồi, kết rồi. Làm nhiệm vụ này chắc lại mất xe thôi, nhưng mà cứ lấy được lúc nào hay lúc đấy. Và ai cái thằng Lester này? Lester, Lester. Như kiểu là quan trọng lắm. Nguy hiểm vãi đái. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. Vị trí của thằng này nó biết rõ vãi. Lên xe gái. Vãi thật, cách một cây số rưỡi. Vãi thật. Lỗi hình kìa. Đẹp mỡ. Cái đợt mình cài lại máy đấy, thấy trên Steam nó ra cái bản update. Mình tưởng là update xong nó ngon, hóa ra là chắc nó chỉ update phần chơi mạng thôi. Phần chơi đơn nó vẫn còn lỗi nhiều lắm. Đấy không phải là lỗi mà nó chưa tối ưu hóa tốt thôi. Vì mình cấu hình máy mình cũng chưa phải là tối dạng khủng bố cho lắm. À, lừa con bé này hả? Lên xe đi ấy ấy à? Em. Girl, it's a fucking free country. This ain't your sidewalk. Sao ấy? Vỏ bọc bị lộ à? À, hay là phải theo dõi từ xa? Ô, xe được sửa rồi này. À, xem cái xe nào mà con bé nó vào thì mình giết cái thằng lái xe đi. Không đọc kỹ hướng dẫn đi mà. Gì ấy? Khéo thằng này. Nó đợi ai ấy? Có cái khác. Mình lên đây mình đứng.
Trời, có cái xe hàng đến kìa. Cháu đó, thằng này đấy. Còn này đồng ý lên xe thằng nào thì mình giết thằng đấy. Cút ra khỏi đây. Không phải thằng này. Đây thằng này, thằng này. Mùi trần, nhà giàu. Tay chơi, đi lao rider. Hey baby. You miss me? You know I don't even feel bad about it. Xong, thoát thôi. Nhiệm vụ hóa ra đơn giản nhỉ. Tôi làm xong rồi đây. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Xong rồi. Mình bị hỏng một lần thế là không được tặng vàng rồi. Letter lại có nhiệm vụ mới kìa. Đây, cũng cùng đường. Gặp thằng Letter trước nhá. Vãi bà nó. Đẹp. Có nhất thiết phải nguy hiểm vậy không? Bị một sao rồi. Né đã. Ôi chết, quá đường rồi. Mình muốn núp núp gần gần đây một chút để trước còn quay lại cho nó tiện. Làm nhiệm vụ cho nó nhanh. Hay quá, thằng cảnh sát nó đi qua, mình đi sau đít thôi. Tạt vào đây là đẹp. Tắt đèn đi. Không biết tắt đèn có hiệu quả không nhưng mình rất là thích tắt đèn. Tôi thích. Đơn giản là vì tôi thích. Ngày kia đi quanh quẩn đây thôi. Cho lúc chờ đợi thì đã vào đây. Chỗ này đẹp đấy. Trứng nào thật đấy không chừa. Lại nghe điện thoại. So who the fuck don't you like today? Guys called Isaac Penny, ruthless Isaac vulture Penny. Capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Mua cái gì? Liên quan đến bay lượn hay sao mà mua dù? Hay là bus? Sợ lấy cái xe bus này. Là xe bus để bắt cóc thằng đấy à? Đẹp. Vẫn bị đâm rồi đấy. Đi trong hầm âm thanh nhạc kinh khủng thế. Ui cái xe bớt to thế. Chưa bao giờ được lái cái xe này hết trơn á. Đệ. Có 200 mét rồi.
Có ai sắp chết hay sao mà có xe cấp cứu rồi. Tội nghiệp một hương hồn đã ra đi. Mời bà con lên xe. I hope the traffic isn't too bad. Yesterday it took me 3 hours to go half a mile. Hình như thằng ấy chưa lên xe đâu. The old bus driver. I really like that guy. Cái thằng khách nó nói là nó thích cái thằng lái xe cũ. Thuộc lái xe đấy cả, chứng tỏ đi rất là nhiều. Hai thằng này. Damn, would it kill you people to crack a smile? Who farted? Come on, that's disgusting. Xe đi chậm thế. Không đỡ zip được luôn á. Không biết xe này độ được không nhỉ? Ý, có xe cảnh sát đỗ ở đây thế này. Hey, get in, we're running late. Ủa? Cái xe cảnh sát đâu? Kỳ quặc. Vượt đèn đỏ này. Không ai ý kiến gì à? Dùng một chút kỹ năng cho nó tôi luyện để kỹ năng nó cao tốt hơn. Well, you're late, late, late. That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Fair hike. Forget about it. Spendthrifts. Ơ? Nó biết à? Blame it on the city. Attention passengers. Please hold on to your fucking seats. Stop the buses. Just business. Xong rồi. You know how it is. Đi ra khỏi xe bớt á. Ừ thì ra. Xin lỗi bà con đã làm bà con hoảng sợ. Tôi đi đây. Thế rồi thằng cảnh sát kia kiểu gì nó chẳng nhìn đến mình. Ờ mày vẫn ở trên cầu đéo nhìn thấy gì hết á. Dã vào đây chơi. Ô vãi. Chắc phải đi dấu chéo nó mới lên được. Lên rồi. Ơ mẹ cái thằng này. Tránh đường nào thì phải nói bố mới biết. Lạng. Đầm thế mà chết luôn bây giờ. Đầu gục vào cái còi kêu y ngoài. Xong rồi. Hey Lester, tôi làm xong rồi. Green light, good to go. Có được tiền không đây? Đảo qua server một tí nhá. Ơ kìa. Tỉnh dậy ở cái thùng rác thế này. Mẹ đéo còn gì nhục nhã bằng luôn. Thằng này suốt ngày say xỉn rồi. Tỉnh dậy ở những nơi kinh khủng. Lúc thì trần truồng. Xin chào xe ô tô đẹp. Anh đến. Ui. Ấn lộn. O'Neal gọi. À anh em là O'Neal. Tao đốt nhà mày chưa đủ sao. Thằng chó. You're the guy stealing contracts. Mày là kẻ ăn cắp hợp đồng của tao. Mày đốt cả trang trại của tao. Brothers, they needed culling. You're fucking dead. Aren't we all? We live and we die. That's our curse. Hey, you want to expedite the situation? Come fucking find me. Vespucci Beach, Los Santos, you inbred. Để Los Santos vào tìm tao. Khách đố với nhau nữa. Không biết bao giờ nhưng tao sẽ ở đấy tìm mày. Nào cùng gặp xem cái thằng D này nó bảo nó cái gì. Ôi đi vào sở cảnh sát á. Oai thế nhở. Yeah anh đến đây. Yeah, Devin Weston sent me. Oh
The helipad is on the roof. À đây 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 đây. Please, please, just take it easy. Yeah. Lấy cái máy bay. Nhiệm vụ chung như sao ấy, hình như đây cái nhiệm vụ mà mình được nhắc đến ấy. Ở nhiệm vụ trước là nó bảo phân công Trevor làm lái máy bay. Vẫn chưa đến cơ. Tòa cảnh sát mẹ cao thế. Ride along, get on board. Ride along, sure, let's go. Boot up the scanner thing. It can pick up those new ID cards, right? When it's on, just fly where I point. Okay, booting up. You can use the stick to mình move là người the bắn camera. À. Zoom in and out. It'll pick up pedestrians carrying the 2012 SA state license. If you target them, the scanner accesses the database and pulls their record. Sounds good. We're gonna go see my pal. So hey, you researching a movie or TV? You're a screenwriter, no, no, no. Right? No, cái xe mình cần tiền đâu. Địa điểm tận kia cơ, xa thế. I'm a criminal and your boss has kind of sold you to me. Sold me? I'm afraid so. Like chattel. Huh? Now we got that clear, you need to know we're looking for a high value automobile. Once we find it, my guy in the ground will jack it and we're gravy. So, and then? And then what's happening? And then? Ah, spoiler alert, kid. We killed the witness. Yikes. Who we got over by the oil derrick? Đây là cái thằng Franklin đúng không? Đang quét. Nè. Yeah. Đúng rồi mà. Franklin đúng rồi. Nhiệm vụ này mẹ cầu kỳ vãi nhỉ. Ui xa thế, tận kia cơ mà. Yeah. Scan mấy cái hộp tiêu này đã. Mình cũng không phải lái máy bay, mình hỗ trợ thế này. Ui cái game nó làm đẹp nhỉ. Bokeh nhìn như ảnh thật đấy. Chụp ảnh này xong chắc đéo ai nghĩ là ảnh game đâu. Đẹp thế má ơi. Thằng này vừa làm nhiệm vụ cứ vừa cãi nhau thế này. Trevor với cả Franklin không hợp nhau lắm. Mà không được cái thằng cha này có hợp với ai đó bao giờ. Còn xa lắm, chưa đến. Chưa quét được rồi. Two guys on a rooftop going at it. Lady downstairs in the bikini. Let's see if we can connect the dots. Đang quét. Bảo vệ à? Tìm thấy rồi. Gì ở đây? Phun này. Suspect not in the area. I repeat, suspect not found in the area. Scan vị trí của bọn này nữa cơ. Scan cái gì nữa đây? Ý, đồng thế. Một thằng. Hai thằng nữa. Ừ, cái gì này?
Cái gì? Có bắn nhau à? Kìa rồi. Come in, Franklin. Mục tiêu đây rồi. Repeat, đã tìm thấy mục tiêu. Giờ chắc phải đổi sang Franklin. Chạy đi theo dấu thằng này. Nhiệm vụ đã xuất rồi thấy. Con chó này. Nó đang chơi với chó à? Franklin đâu? Nó đi đâu vậy ta? Mất tầm rồi. Đây rồi, đây đây. Suspect on foot. Okay, I see the chop. I ain't far away. Thằng Frankie nó thấy trực thăng rồi, cứ là nó ở ngay gần đây thôi. Đang sắp đến rồi. Ồ, nó lấy xe. Nó lên xe rồi. À đây, Franklin ra rồi. Bắn nó đi. Lộ rồi. Kiểu gì nó cũng lấy xe nó đi ra chạy. Đây. Xe là xe cổ đúng không? Để nhớ chốc là mất dấu, đông quá thì còn nhận ra. Nó ở đây kìa đâu. Chị chẳng mất tầm. Nó đâu. Để nó đây. Nó đi vào cái ngách này đây. Ta không để mất dấu mày đâu con ạ. Ý. Này nó ra đây. Vãi khó thế. Chả có điểm đánh dấu nào cả, mình cứ phải nhìn bằng mắt thường. Đây, cái xe của Frankie kia rồi. Mình độ cho cái xe đèn xanh nên nhìn từ xa dễ quá. Ui, thằng này lái xe đỉnh quá nhỉ. Không đụng tí nào luôn. Rồi, anh ấy đợi Jeep. Lại chui vào ngách à. Ui, đi vào cái này để xe rồi. Nó tầng nào đây? Chết. Chà, đã biết là tàu nào này. Đây, để nhìn xem nào. Để xem có cái xe cổ nào đỗ gần đây không đó. Xe cổ. Đây này. Có đây không? Okay.
Zoom vào Franklin. Franklin đâu? Đó. Làm đéo thế Franklin à? Roger, we have visual. Hey, take a look around. Is there another heat source? Mẹ à, lái máy bay cao cao lên, đâu còn nhìn thấy. Lái cao lên. Lái thấp thế nhìn thấy cái đéo gì. Chắc ở đây rồi đâu. Ngồi đây chắc chắn rồi. Tốt hơn là nó. Đúng rồi. Coi cần thiết thôi. Whoa, whoa, whoa! It's yours, man. Enjoy. I mean, that car. Để xe này mà. My baby. No, no, no. Tiếc lắm ấy, nhưng mà thôi, đành phải lấy. Cho mình lấy. Ê, đừng có lùi, đừng có lùi. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you called us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Đường nào đường lên, cái đường xuống đường nào? Mình tưởng. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Đây rồi, đường xuống đây rồi. Hey, is the lady gonna be there, or just a dick who ain't paying us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Xe đẹp thế nhỉ? Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all her. Nhưng không phải là vui của mình. Mình không thích những cái xe trông quái dị thế này lắm. Nhưng mà công nhận là nó đẹp đi. Cũng nhanh phết đấy, không đùa đâu. Lái cũng dễ nữa. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. So, cảnh sát đuổi rồi. Thằng kia chắc là báo cảnh sát rồi. Đây phải té đã. Đi xuống gầm cầu chơi. Chắc bọn nó không vào đây đâu. Cứ núp cu đệt, mẹ nó vào đây rồi. Mẹ nó. Té thôi. Xong rồi. Đẹp. Còn mẹ nè. Làm lại rồi. Làm lại cho checkpoint vậy. Nhìn không cẩn thận. Ở đấy em đã có đường. Đi mạnh quá. Phi bố xuống nước nhục cơ. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Đưa xe này đến cái sân bay. Hey, is the lady gonna be there? Or just a dick who ain't paying us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all her. God, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones. Lần sau mà né cảnh sát tránh xa mấy cái biển nước rồi. Xem nội thất cái xe này đã. Gonna be a part of that. Vãi thật. Xe này lái bên trong, ngồi bên trong khó lái lắm. Nó nhìn thấy rồi.
Từ kệ cứ trên đường đến sân bay đi. Mất dấu sau. Có 2 sao thôi làm gì căng thế. Phía trước có thằng cảnh sát kìa, phải đi cẩn thận. Nó nhìn thấy là công toi. Mấy cái thằng bên cạnh kia nó đang ở dưới thôi, không phải ở bên trên. Không phải lo lắng. Đấy, thằng đấy nó dừng rồi, khá là quay đầu xe đấy. Rồi, chuẩn này là êm. Xong. Ô vai. Đẹp. Đọng đúng với cái xe cảnh sát nó mới nhục cơ. Mẹ ăn. Thảo nào cái thằng nó cứ đi giữa đường. Mình đang mải nhìn sân bay quá, nhìn cái chỗ bầu trời rộng rộng phía trước. Chơi cho quán tính nó khổ thế. Bày đi cái gì. Mr. Clinton. Hey, Mom, right? Và cái xe này khắm nhỉ? Va vào đấy xong kẹp luôn vì cái thiết kế xe nó hơi bị khắm bựa. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Alright. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just a dick who ain't paying us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me. To Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. At least the ball hurt. Lại cái coi. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Cái cuộc nói chuyện này đây là lần thứ ba mình nghe rồi, chán quá. Bãi đái. Chết cha rồi, đừng đi đường trên mới đúng. Quay lại nào. Ui, nó nhìn thấy rồi, đạch mỡ nè. Sân bay thẳng tiến. Thằng kia là ở trên cầu hay ở dưới đây. Nó đi đường trên, vậy mình sẽ đi đường dưới. Mấy thằng ở trên hết. Ui, ở giữa có thằng. Tính sao bây giờ, mày quá nó không nhìn mình. Đi đường vòng. Ui, nó nhìn đấy. Sao loa đâu ra thằng bảo vệ ở sân bay không biết nữa. Nó vô lý quá đi mà. Đi đường dưới gầm mày. Bố mẹ đéo nhìn cho tao. Driving with you up there watching me, dog. I get self-conscious and shit. Xong rồi. Cùng đi nào. Ui, sao bay cao thế? Mình đâu có nhớ là mẹ lực mạnh nó như thế này. Còn 49 stun nữa. Vãi cứt thật. Xe đến rồi. Oh, there she is. Đây, cô ấy đây rồi. You know, this beauty was a woman. Đấy, đây là một cô gái rất là đẹp ấy. Nhưng mà mỗi tội là qua tay Franklin mình đi xe hơi bị ngu. Chính xác là 10 đấy. You wanted them type of dudes, huh? Tell you something, how'd you like to drive a car like this one? Sờ sờ cái gì trông nát bét rồi sờ. Like this?
or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh, man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Nói chung là làm việc xong rồi. Không có gì nợ nần nhau nữa nhá. Cứ việc lấy cái xe nào cũng được rồi đi đi. Xe nào? Chả có cái xe nào đẹp cả. Ê, mình có cái trò này vui lắm. Bọn mày thích bay à? Bọn mày thích bay à? Đấy, bay đi. Bố mày té. Xin chào. Ha ha. Không bay à? Hay chỉ là đợi thế thôi? Bay chưa? Đã dám bay. Bay nổ ngay. Xong rồi. Các Chevron Bot Mansion. Michael gửi tin nhắn ý nghĩa là gì đấy không biết. Ờ, hẹn hò cái gì đấy mà. Rồi, biết thế. Chơi cái stun này rồi đi. Cái này mình làm ở online. Ở cái nhịp online mình mở cái stun này rồi. Không biết trong này mở chưa ta. Bồ xoay xe thế này thì đi sao được. Rơi xuống đâu đây? Rơi xuống đâu? Rơi xuống đâu? Rơi xuống đâu? Rơi đẹp đẹp tí. Phiêu. Ê, thế mới buồn.